khám phá ba điều khác lạ, góp phần tạo nên ngôi chùa Ba Vàng linh thiêng, khiến hàng vạn nhân dân Phật tử có cảm giác như trở về chính ngôi nhà thân thường của mình. Thứ nhất, miễn phí mọi dịch vụ, đón chào hàng ngàn, hàng vạn lượt du khách mỗi ngày. Ô tô, xe máy nối hàng dài lên chùa, chật kín các bãi xe, mà nhà chùa tuyệt nhiên không thu một đồng phí gửi. Đi vệ sinh miễn phí, khát có nước, đói có cơm. Du khách về chùa không lo thiếu gì, không có cảm giác xa lạ mà lại thấy rất gần gũi, thân thương. Dù ngày thường về chùa hay trong lễ khai hội xuân, đón hơn 50.000 người về dự, nhà chùa vẫn chủ đạo đón tiếp. Những điều này xuất phát từ tâm nguyện của sư phụ trụ trì. Sư phụ nghĩ rằng chùa là của muôn dân, sư phụ mong mỏi ai về chùa cũng cảm thấy gần gũi, thân thương, như được trở về chính ngôi nhà của mình. Các con đến chùa, đói thì xuống bếp xin cơm, khát đi tìm nước uống. Thấy chùa bẩn thì đi quét, thấy cây héo thì đi tưới nước. Coi đây như là việc của nhà mình vậy, sư phụ sẽ biến ngôi chùa Ba Vàng trở thành ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Ai về đây cũng được như vậy. Thứ hai, không có hoạt động mua bán, kinh doanh trong chùa. Sư phụ Thích Trúc Thế Minh từng chia sẻ, chùa phải giữ cảnh thanh tịnh, nên thầy quyết tâm xây dựng chùa Ba Vàng thành Phật cảnh thanh tịnh. Bởi vậy, ở chùa Ba Vàng tuyệt nhiên không kinh doanh, nên không có cảnh tượng mua bán, mặc cả xô bồ. Quý du khách có thể thỉnh các ấn phẩm Phật giáo tại các điểm phát lộc miễn phí trong khuôn viên chùa. Đến chùa thì nó không có một cái gì về mang tính là kinh tế. Như anh chị đi nhiều nơi thì anh thấy nó có về một cái hướng là về kinh tế nhiều, thương mại nhiều. Không hiểu chùa Ba Vàng mình anh thấy là ở đây là từ con người, cơ sở vật chất này là mọi người rất thân thiện, rất nhiều. Thứ ba, hàng ngàn Phật tử cống hiến và phụng sự. Với tâm quy kính Tam Bảo, coi chùa là ngôi nhà lớn của mình, hàng nghìn Phật tử đã thu xếp công việc, gia đình để trở về nhà cùng làm việc, chăm sóc, cống hiến dưới sự chỉ dạy của trên sư phụ cùng chư tăng ni. Sư phụ từng nói, người có tâm phụng sự, muốn đem niềm vui, đem các giá trị chân thực đến cho mọi người, người ấy sẽ được báo đáp tốt đẹp. Có tâm phụng sự là tạo ra phước báu cho chính mình, tâm biết vì người sẽ sinh ra phước báu. Đó là những gì đang diễn ra tại chùa Ba Vàng suốt 16 năm qua, kể từ khi sư phụ về đây làm trụ trì. Thì thầy bước chân đấy lúc đó thầy rất là thiếu thốn, nhưng thầy quan điểm rõ ràng luôn. Mình đi tu để thầy phục vụ mọi người. Và thực sự là thầy xây dựng cái tình người. Mọi người đến đây vì tình, vì nghĩa với nhau. Và như thế thì họ mới quý Phật được. Và cái mà thầy được là mọi người khởi tâm quý Phật, kính Phật, đấy là thầy được. Đời tu của thầy làm cho mọi người yêu quý Phật, thấy Phật là cái gì đấy quý, mà thông qua việc làm của thầy mà quý được Phật, đấy là thành công của thầy. Thế thôi. Lúc đầu mấy cụ Phật tử dương bí nào, thầy ơi, chùa thầy đã nghèo, thế thầy giờ lại còn cho ăn miễn phí kiểu này, hết gạo rồi sao, lấy đâu ra gạo? Thầy bảo thì các cụ cứ yên tâm, cứ xem thế nào, lúc nào hết gạo ngay. Đấy. Thế nhưng quả thật thầy chưa một ngày nào thầy phải vác giá đi vay gạo cả. Chưa thật phải vay gạo. Mong sao từ tâm nguyện của sư phụ trụ trì mà ngày càng nhiều người kết duyên với Tam Bảo, được hưởng lợi ích trong đời này và nhiều kiếp sống về sau.